Họ là bạn thân suốt 18 năm. Họ là vợ chồng vận động viên. Họ yêu nhau và sắp kết hôn. Họ thân thiết như chị em. Họ đam mê những chuyến đi mạo hiểm. Họ là anh em ruột đã xa nhau 5 năm. Họ yêu nhau và yêu đất nước Việt Nam. Họ là diễn viên. Họ chỉ là những cô gái văn phòng. Họ chỉ là những người rất bình thường. 20 con người trong 10 đội chơi đã gác lại cuộc sống thường nhật và tham gia một hành trình kỳ thú. Hà Nội, Hòa Bình, thành phố Ninh Bình, Đà Nẵng, Hội An, thành phố Huế, Nha Trang, thành phố Đà Lạt, Phan Thiết, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh. Superstar. Dọc theo đất nước, họ đã trải qua những thử thách chưa bao giờ gặp trong đời. Họ đã vượt qua những lúc mệt mỏi và đuối sức nhất. Đúng là amazing race. Họ đã bị làm khó về sức khỏe và trí tuệ. Họ chưa làm những việc này bao giờ, nhưng họ đã làm để chứng tỏ sức mạnh của ý chí, sức mạnh của lòng tin. Và cuộc đời này sẽ không có giới hạn cho những ai dám sống và đam mê. 20 con người không bao giờ chấp nhận dễ dàng bỏ cuộc. 10 đội chơi đã vượt qua vô vàn khó khăn để tận hưởng cảm giác của chiến thắng. Bảy đội chơi đã tạm biệt cuộc đua. Ba đội còn lại với ý chí kiên cường và một chút may mắn đang đi đến trận chung kết. Hôm nay họ sẽ đi chặng đua cuối cùng để chứng minh họ sẵn sàng đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đi bộ đến công viên Cảnh Đồi, quận 7. Nhiệm vụ đầu tiên của trận chung kết là cơ hội để các đội chơi có một khoảng thời gian thư giãn với âm nhạc và các điệu nhảy. Các đội phải đi đến khu vực đánh dấu tại công viên Cảnh Viên, quận 7. Họ sẽ được xem một bài biểu diễn của hai vũ công nhảy breakdance. Hai thành viên của đội phải tập thành thục các động tác và phối hợp nhịp nhàng với nhau. Khi đã thuộc bài, họ có thể biểu diễn cho các vũ công xem. Nếu vũ công đồng ý, họ sẽ nhận được mật thư tiếp theo. Khi nhận được cái thử thách là mình sẽ nhảy thì Phúc mới nói với Bách Joe là Phúc nhảy xấu lắm. Một cái không nhớ nữa. Bây giờ cái nhớ nè nè. Năm. 5, 6, 7, 8 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Không nhớ nổi không? Bài dài quá. Rất là may mắn là ngày trước thì Phúc cũng được một cái người bạn hướng dẫn về cái cách đếm nhịp của nhảy. Cho nên là Phúc cảm nhạc rất là nhanh. Mày làm quen mấy cái bước này trước đi. Bước lên thì như là buông tay đúng không? Đúng không? Thả lỏng người ra thôi. Chưa bao giờ tôi thấy một người nào mới nhảy xấu không á đâu. Như bạn đồng đội của mình. Động tác đá chân thực sự lúc đó là giống như một cái bài tập võ mà Phúc tập hàng ngày. Tiếp luôn á. Không không, đừng đá xuống luôn. Đá. Qua, qua. Kết hợp với nhau, tay với chân kết hợp nè. Ra nè. Uống nè. Vô. Chưa nói về cái động tác nhảy thì chắc có lẽ là mình nhảy khá là xấu. Tuy nhiên thì mình cảm nhạc nhanh và mình thuộc cái động tác cũng khá là nhanh. 5, 6, 7, 8. Mình có một cái lợi thế về diễn xuất cho nên là Phúc phiêu theo nhạc. Theo chưa? Rồi, tập lại lần nữa thì nhảy ha. Công và may mắn không phải không? Cảm ơn. Thực hiện bài nhảy breakdance theo mẫu để nhận được một thư tiếp theo. Wow, breakdance. Này tiền nào ngay. Chắc chắc chắc. Béo này sao chạy được ta?
thì mình nghĩ cũng khó. Tại vì anh em mình thực ra là cũng chẳng bao giờ chưa bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ đi nhảy. Wow, khó quá. Thua rồi, khả năng bỏ cuộc rồi. Bùm. Sorry. Xa nhịp rồi, phút sau xa nhịp. Chắc là đến mấy tiếng mất. Mình cũng chỉ lo lắng là đội Barzo sẽ có lợi thế rất nhiều. Sau đó thì cũng được hướng dẫn sơ qua thì cái cảm nhận về âm nhạc ấy nó cũng feel hơn. Mấy anh bạn dạy hướng dẫn bọn mình là nó cũng không có dạy mình nói chung là phải quá kỹ thuật, chủ yếu là sự kết hợp giữa hai anh em và cái cảm nhận về âm thanh để nhảy cho đúng giai điệu. Pháp bùm. Đào thai, đào thai, hóp, đi, khép, mở, khép, kéo, khép. Mình nhìn sang đội Barzo thấy nhảy khả năng đẹp hơn mình. Nhưng mà bảo mấy em trai mình đẹp thôi nhưng mà chưa chắc đã đều bằng anh em mình. Bởi vì khúc đầu thì rất thì dễ nhưng mà đến lúc mà phải đá chân với lại ngồi xuống thì nó cái nhịp cái giai điệu của nó như là làm cho dễ bị loạn. Nhưng mà cái quan trọng nhất vẫn là sự kết hợp giữa hai anh em. Thì sau đó hai anh em có sự điều tiết tập với nhau. Chắc. Thì mình cảm thấy lúc đó chắc là mình sẽ khó khăn, rất khó khăn để vượt qua. Bởi vì cái quan trọng không phải là động tác đẹp nữa, mà cái quan trọng là cả hai đều phải nhảy cho thật đều. Cố lên, tập trung. Cái đều chính là cái mà đội tôi không làm được. Hai người mà lệch đi một chút xíu thì nó sẽ sai về cái âm điệu của cái nhạc. Lộ trình đi taxi đến PepsiCo. Các đội đi taxi đến nhà máy PepsiCo tại khu công nghiệp Apata, Đồng Nai để tìm vật tư tiếp theo. Đồng Nai, khu công nghiệp Apata nhé. Đóng cửa ra ngay. Anh tập cái này mất sức thật đấy. Lần đầu tiên mình, nói chung là mình rất thích breakdance. Đây là lần đầu tiên có cơ hội được tập, đúng không? Được tập đi học. Nhưng mà rất chi là kiên trì tập lâu. Cái quan trọng nhất là hai anh em mình cùng cố gắng, đúng không? Bây giờ cứ nghỉ mệt đi rồi xong rồi hai người cho cơ hội cuối. Em không có thời gian để nghỉ mệt. Đi taxi tới PepsiCo, lô 206, khu công nghiệp Amata, Đồng Nai để nhận thư. Amata ở Đồng Nai, đường quốc lộ 1A đi cầu Sài Gòn à. Đây, cho con lên khu công nghiệp Amata. Hôm nay là ngày quan trọng với tụi con lắm, chú đi nhanh giúp con ha. Dạ, hôm nay chung kết tụi con á.
may mắn nhé. Đến công viên cảnh đồi thực hiện bài nhảy breakdance. Ăn no xong nhảy breakdance thì ăn chết luôn. Thật ra breakdance thì không phải là sở trường của mình, cũng chẳng phải là sở thích của mình. Mà nó giống như cái bộ môn mà lắc vòng vậy đó. Tốn rất nhiều thời gian để mình học cho nhớ chính xác cái động tác mà nói chung như, giống như là tập thể dục buổi sáng. Ờ đâu có dễ đâu. Không có phải cái kỳ tài của mình. Not my favorite song. 3 2 3 4. Dạy phải không? Tiếp nào. Dạy đúng không? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. Cái bộ môn đó không có thuộc cái sở thích của mình. Chưa bao giờ mình xem à, mình cũng chưa bao giờ thấy hứng thú với nó. Chơi thì phải vui. Vui chơi thấy vui. Làm chim đi. Làm chim đi hip hop đi. Đi Nam Ata nhận bệnh thư. Mấy năm mình tìm đấy mà. Khả năng vào trong đó nó lại làm điện tử. Hoặc là cái gì đó. PepsiCo có thể là học cách đóng chai. Hoặc là đếm số chai. Thì cũng là chặng cuối này anh em mình phải đồng tâm hợp lực, cố gắng hết sức. Okay. Yeah. Yeah. Đúng phong cách breakdown. Đây đâu không bằng giờ mới tới kìa. Con đội đi trước mình bây giờ tới sau. Chú đợi tụi con nha chú. Đừng có đi ai khác hết nha. Tìm đến khu vực được đánh dấu, hoàn thành nhiệm vụ để nhận vật tư tiếp theo. Hãy dùng 286 thùng xịt tinh xếp thành một hình tháp bậc thang bốn mặt. Các đồ chơi phải mặc đồng phục công nhân và đi vào kho hàng Steam. Họ phải dùng một chiếc xe đẩy vận chuyển 286 thùng Steam đi theo hướng dẫn của mũi tên đến địa điểm chỉ định. Họ phải dùng 286 thùng Steam để xếp thành một hình kim tự tháp bậc thang có 6 tầng. 4 mặt của kim tự tháp phải là những tam giác cân